Xin chào quý vị và các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ làm bài 3.10. Bài này thì chuyên về cái việc đó là phân tích các chữ số của một số ra, sau đó thì thực hiện. Thì những cái ý chính của bài này đó là đầu tiên chúng ta viết một cái hàm nhập để nhập giá trị cho n, đảm bảo là n lớn hơn 0. Sau đó thì mình sẽ có một cái hàm để đếm số các chữ số của n, một cái hàm khác mình sẽ sử dụng để đếm chữ số lẻ của n. Và cuối cùng mình sẽ có một cái hàm dùng để làm gì ạ? Dùng để tìm trung bình cộng các chữ số của n. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái chương trình này nhá. Nó tương đối là basic thôi, cho nên là chúng ta cứ thoải mái. Mở một cái công cụ lên và chúng ta sẽ bắt đầu code. Đầu tiên là mình phải có một cái hàm để nhập cái giá trị vào. Đấy, thì mình có thể viết một cái hàm template. Sau đó mình định nghĩa nó động được. Tuy nhiên là bây giờ để nó basic ấy, thì mình sẽ không viết ra để nó phức tạp, mà mình định nghĩa luôn. Mình sẽ có một cái hàm int, mình gọi là hàm nhập. Thì lúc này mình sẽ chỗ này mình tắt gọi tiếng Việt đi. Mình sẽ có một cái giá trị n. Mình giả sử là lúc đầu mình sẽ gán nó bằng 0. Bây giờ mình bắt người dùng nhập vào, in ra, hãy nhập n lớn hơn 0. Sau đó thì chờ người ta nhập vào, sau đó mình đọc vào với định dạng là số nguyên, thế là phần trăm d. Sau đó thì gán cho cái biến n của mình. Bây giờ nếu như cái sau khi thực hiện xong ấy, thì mình sẽ return giá trị của n. Ok, cái này thì mình sẽ cho nó vào một cái vòng lặp while n nhỏ bằng 0. Thì mình sẽ thực hiện cái điều này. Đó, cứ bắt người ta nhập lại cho đến khi nào mà người ta nhập vào có một cái giá trị n nó thỏa mãn lớn 0 thì cái vòng lặp này kết thúc và tự động chúng ta có cái kết quả chúng ta trả về. Đó là hàm nhập ký đầu tiên chúng ta xong rồi nhá. Bây giờ cái hàm thứ hai để thực hiện cái ý B, đếm số lượng chữ số của n. Thì bây giờ mình cũng phải trả về chữ số của n đúng không nào? Thì mình sẽ có một cái hàm int đếm chữ số của n. Đấy, viết bằng tiếng Việt. Bây giờ mình một vài bài mình viết bằng tiếng Việt thôi, về sau là mình sẽ chuyển sang viết bằng tiếng Anh. Thì mình chuyển vào một cái tham số là n, một cái số cần đếm số lượng chữ số. Mình có một cái biến đếm, mình sẽ đặt nó là count. Lúc đầu mình sẽ khởi tạo nó một giá trị bằng 0. Sau khi thực hiện xong thì mình sẽ return cái giá trị của count. Thì để cái việc đếm được thực hiện thành công thì mình sẽ cho vào một cái vòng lặp while. Nếu n còn lớn hơn 0. Rất là ở bên trên này chúng ta luôn nhập cái giá trị n lớn hơn 0 rồi, cho nên là khi truyền n vào đây chúng ta luôn đảm bảo là cái thằng n nó thỏa mãn cái điều kiện này. Ok. Và sau khi thực hiện xong cái vòng lặp này ấy, thì chúng ta sẽ có được cái giá hiệu count, cho nên là ở đây mình cho vào count cộng cộng này. Sau đó đơn giản là n chia bằng 10. Đấy. Thì cứ chia cho 10 cho đến khi nào n bằng 0. Mỗi lần chia đấy mình tăng cái biến đếm lên 1 thì mình sẽ nhận được cái giá trị số lượng chữ số của cái số n thôi. Ví dụ nhá, mình có 1, 2, 3, 4 thì sau cái lượt đầu tiên mình chia cho 10 thì cái số còn lại của mình sẽ là 1, 2, 3. Sau đó cái thằng này này lại chia cho 10 nữa thì 1, 2, 3 chia cho 10 thì mình sẽ được 12. Sau đó thì mình lại chia 10 thì mình còn 1. Chia 10 cái nữa thì mình hết. Lúc này thì n bằng 0 và cái vòng lặp này kết thúc. Mình sẽ nhận được cái giá trị đếm và trả về. Tiếp theo đó là cái đếm số chữ số lẻ. Số lượng chữ số lẻ thì không nào? Thì nó cũng giống hệt như này. Mình copy lại như này. Mình paste nó vào đây. Cái này không cần nữa thì mình vứt nó đi. Thì ở đây đếm chữ số lẻ của n. Thì sau khi thực hiện như thế này thì mình chưa vội vàng gì trong cái việc là tăng cái biến đếm cả. Mà ở đây mình sẽ có một cái biến, bổ sung thêm một biến ở đây, C. Nó là một cái chữ số. Thì lúc này C mình sẽ là n chia dư cho 10.
Thì khi mà chia dư cho 10 thì mình sẽ nhận được cái phần đơn vị. Cho nên là mình lúc này mình sẽ kiểm tra nếu như mà C phần trăm 2 mà nó khác 0 ấy, thì nó chính là một cái chữ số lẻ. Thì lúc này mình sẽ tăng cái biến đếm của mình lên cho vào đây. Đó. Thì đây chính là chúng ta đếm số lượng các chữ số lẻ. Thì sau khi mà lấy được chữ số rồi thì ta sẽ kiểm tra, nếu đúng thì tăng lên, không thì thôi. Sau đó thì giảm cái giá trị của n đi 10 lần. Rồi, đếm chữ số lẻ. Cuối cùng tìm trung bình cộng các chữ số của n. Ở bên trên thì chúng ta đã đếm được các chữ số rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng lại. Okay. Mình sẽ viết cái hàm này ở bên dưới và mình có thể gọi những cái hàm bên trên. Mình sẽ có một cái giá trị float, tại vì trung bình cộng thì thường nó sẽ là một cái giá trị float. Thì mình để cái kiểu trả về là float, mình sẽ đặt là TBC. Mình truyền vào một cái giá trị n. Thì lúc này mình sẽ có float A, viết tắt của average, trung bình cộng ấy. Thì các bạn có thể viết là TB, trung bình bằng bao nhiêu. Thế lúc đầu nó, mình giả sử mình sẽ cho nó bằng 0 đi. Và sau khi thực hiện xong thì mình sẽ return TB, trung bình cộng. Ở đây thì mình sẽ có một cái gọi là int, gọi là đặt tên nó giống giống ở trên này này, số lượng chữ số. Đặt nó là SL đi. Thì mình sẽ bằng đếm chữ số của N. Đó. Thì lúc đầu mình sẽ đếm số lượng chữ số trước. Sau đó thì mình sẽ có một cái vòng lặp và một cái biến, mình sẽ đặt nó là sum, tính tổng, khởi tạo lúc đầu nó bằng 0 này. Sau đó thì mình sẽ lặp while n lớn hơn 0 thì mình thực hiện sum sẽ lúc này sẽ cộng bằng cái n phần trăm 10, sau đó n sẽ giảm đi 10 lần. Thì sau khi thực hiện cái vòng lặp, mình sẽ nhận được cái tổng các chữ số của n, và cuối cùng là cái TB của mình ấy, giá trị trung bình của mình sẽ bằng sum mà chia cho SL, số lượng chữ số. Thì do đây là số nguyên và đây cũng là số nguyên, cho nên chúng ta sẽ phải ép kiểu. Thì mình sẽ để ép kiểu từ minh float. Đó. Thì đây là cái chương trình của mình. Mình sẽ lưu lại cái này, bài 3.10 chấm C, enter. Và như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gọi hàm này. Đầu tiên là mình có một cái biến n, mình sẽ gán bằng nhập. Sau đó thì mình sẽ printf ở đây ra là số chữ số của n, nó là một cái số nguyên đi, phần chấm d. Đây chính là đếm chữ số của n. Tiếp theo mình sẽ in ra tương tự, nhưng mà lúc này sẽ là số lượng chữ số. Sau khi thực hiện xong thì mình sẽ cho nó xuống dòng đi. Số lượng chữ số gì ạ? Chữ số này là lẻ của n. Sau khi thực hiện xong thì mình cũng sẽ cho nó xuống dòng. Và chỗ này là đếm chữ số lẻ. Đó. Và tiếp theo mình sẽ printf ra đó là TBC, trung bình cộng các chữ số của n. Nó là một cái số thực. Thì giả sử mình sẽ làm cho nó hai chữ số là số 0.2f. Và cái này mình sẽ in ra đó chính là cái TBC, truyền n vào. Ok. Thì bây giờ mình sẽ xem có lỗi gì hay không. Nếu không có lỗi thì mình sẽ tiến hành chạy chương trình và nhập vào. Ví dụ mình nhập vào -5, nó không nhận. Nhập vào 0, nó cũng không nhận. Nhập vào 525. Ok. Thì lúc này các bạn thấy rằng số lượng chữ số là 3,
số lượng số lẻ là 2, trung bình cộng là 4. Thử cộng hết tất cả này, 12 chia cho 3 bằng 4. Chuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ thử test với một cái giá trị khác, ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế này đi. Thì 6 chữ số có 3 số lẻ, chuẩn rồi. Bây giờ cái trung bình cộng là 3.5. Thử xem tổng cái này bằng bao nhiêu. N nhân N cộng 1 trên 2, đó là 6,742 chia 2, được 21. Ok. Đấy, thì 21 chia cho 6 thì được 3.5. Đúng rồi. Như vậy thì mình đã viết xong cái chương trình và mình test thấy nó là đúng. Các bạn có thể test lại xem nó như thế nào và có thể chia sẻ cho mình cùng với các bạn khác ở dưới phần comment nhé. Đừng quên là có bất kỳ bạn quan tâm nào thì các bạn có thể để lại phần comment. Và cái code mẫu thì sẽ có trong cái phần miêu tả clip ấy. Các bạn click vào cái đường dẫn đến GitHub và các bạn copy, các bạn tải về tùy. Ok, nội dung này sẽ kết thúc ở đây. Xin chào, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.